Hello các bạn, mình là Linh Táo. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách bơm mực bút máy các bạn nhé. Thì hàng thì sẽ được bọc vào trong cái hộp giấy như thế này. Đây là mực các bạn nhé. Mực, đây là loại bút máy mình đang sử dụng để viết chữ và hướng dẫn cho các bạn học các khóa học, ví dụ như là viết hành thư hay là viết khải. Thì đây là loại bút mà hiện nay mình đánh giá là một trong những loại bút máy tốt nhất mình đang sử dụng. Nó là màu vàng các bạn nhé. Phiên bản này nó có màu vàng và màu đen các bạn ạ. Đây là vàng này. Ngoài cong các bạn nhé, các bạn nhìn này. Ngoài cong này là cong của nó là khoảng 0,7 mm tới khoảng 1 mm, nếu như các bạn kéo đậm. Tức là kéo kéo được tay nó mạnh ra ấy, thì nó sẽ tạo ra được cái nét đậm đạt được tới 1 mm. Chúng ta thấy là từ cái lúc mà bụng bút phía bên trong đều là một màu vàng. Phía bên ngoài được công nghệ đó là mạ vàng phía bên ngoài đúng không ạ? Thì cái màu vàng này mình đã dùng cây bút mà được hơn 3 năm nay mà mình thấy là nó chưa phai màu đi. Đấy. Chỉ có cái phần ngòi bút này này. Quá trình mà mình viết này thì nó có thể nó sẽ bị bạc lên một chút. Đấy. Tại vì quá trình ma sát với giấy mà. Vào giấy thì nó sẽ bị phai màu đi một chút các bạn nhé. Còn về thân bút thì vẫn giữ nguyên. Các bạn có thể mua tặng bạn bè, người thân hoặc là thầy cô. Cái bút giá trị, cái này cũng là màu vàng nốt, mình sẽ để gọn tạm ra đây. Phiên bản của nó là màu đen cơ, hôm nay mình bóc được cây màu đen như thế này. Đây nó có một phiên bản này nữa màu đen các bạn ạ. Đấy, màu đen thì bên ngoài thì đúng là màu đen, đen vàng các bạn nhé. Màu đen có vẻ chắc chắn đúng không ạ? Thế thì màu đen này thì cái phiên bản của nó thì nó không có được cái phần bụng bút màu vàng giống như là loại màu vàng kia, nhưng mà vì phần ngòi bút này, cái phần ngòi bút và cái phần đầu bút này thì vẫn được mạ vàng vàng đen đấy các bạn, kết hợp cổ điển và truyền thống đúng không ạ? Cái bút màu đen này thì mình thấy là nhiều cô chú trung trung niên ấy thì người ta thích màu đen như này thôi, màu chìm màu như này thôi, còn màu vàng thì người ta không thích thích mấy. Còn lớp trẻ thì các bạn sẽ thích màu vàng. Chúng ta đặt lên bàn cân so sánh thì đúng là màu vàng nó nhỏ hơn màu đen một chút thật. Đây, ở đây có khắc logo là cửu phẩm các bạn nhé. Giá cả phải chăng này, mẫu mã hình thức ok, ổn. Và quan trọng là cái chất lượng của nó. Đấy thì là mình hiện tại là mình đánh giá theo cá nhân của mình là mình cảm nhận rất là ưng. Để mà chấm trên thang điểm là 10 điểm thì chấm thang này phải được 9,5. 9,5 các bạn nhé. Không thể nói là chấm 10 điểm được. Vì 10 điểm thì hiện nay có rất nhiều cây bút tốt hơn, giá thành của nó tới tiền triệu cơ. Cái bút này thì giá nó chưa tới được tiền triệu, nó chỉ tầm rơi vào tầm khoảng hơn 400 nghìn một chút nào đó thôi. Thì giá gốc của nó ở bên xưởng mình đàm phán ấy thì nó giá của nó là hơn 18 đô các bạn ạ. Nó tính vào tiền tệ nó rơi tầm khoảng 128 tệ. Đấy, giá niêm yết ở trên web. Đấy. Thì tất nhiên các bạn mua ở trên đó thì các bạn vẫn có thể đàm phán giá nhưng mà nó sẽ không thể giảm được hơn. Chỉ nhờ vào những cái voucher giảm giá thôi, rồi khoảng 5-10 tệ có thể bớt cho các bạn được, thì tính ra tiền Việt thì nó cũng chỉ rơi tầm khoảng đôi ba chục gì đó thôi ạ. Thì chúng ta tính ra từ vận chuyển từ bên kia về thì những cái cước phí đi lại rồi chi phí lấy hàng các kiểu thì nó cũng cộng vào thì nó cũng và chưa tính là cái tiền lãi của bán ra các bạn nhé. Đấy thì mình ở đây mình để cho các bạn là giá gốc thôi. Đấy, tặng thêm cho các bạn một lọ mực nhé. Lọ mực này là lọ mực màu đen, mực xịn đấy các bạn. Mực này là mực ánh tím các bạn nhé, đen tím. Màu này mình đánh giá là nó màu màu mực này nó là hơi đen tím một chút. Thì cái phần độ đậm đặc của nó ấy, nó nồng độ hơn so với màu đen. Ví dụ những cái mực mix hay là những cái mực mà ở Việt Nam sản xuất ấy, thì mình thấy là cái độ mình thấy viết ra nó cũng hơi nhạt. Còn với màu mực mà đi kèm với cây bút này thì đúng là thực sự là nó chất lượng về cả thương hiệu. Và người làm ra cây bút là đặt tại xưởng cây bút này là một trong những gọi là TikTok ấy, TikToker ở bên Trung Quốc ấy, là gọi là thư pháp gia, thư pháp về bút cứng. Ông thầy ở bên Trung Quốc thì mình phát hiện ra là ông thầy ông có viết về hành thư và khải thư về sử dụng cái bút máy ngoài cong này, viết rất là thành thạo và đẹp. Và ông có nghiên cứu và ông có đặt tại xưởng. Và như mình có trao đổi thì mình đã quen ông thầy bên Trung Quốc ấy đã được hơn 2 năm rồi và mình có trao đổi với ông thầy hàng ngày. Thì ông ấy có chia sẻ một chút là cây bút này đã phải kinh qua rất là những cái xưởng và những cái công ty
ngay thậm chí là mực này nữa này, đổi phải nói là phải tới ba cái xưởng, ba cái nhà máy sản xuất mực này, và ông ấy đặt về, ông ấy nghiên cứu và phải đúng chuẩn theo cái tỷ lệ, cái công thức, và khi mà viết cảm nhận ấy đạt chuẩn, ông ấy cho ra được cái sản phẩm như thế này, cửu phẩm các bạn ạ, cửu phẩm ấy. Các bạn có thể check ở trên cái phần mã ở đây, có tên ở đây và logo ở đây, các bạn có thể check ở trên Taobao hoặc ở trên 1688 các bạn nhé. Đấy, sẽ ra được cái phần sản phẩm này, có lượt mua cũng khá là tương đối, và giá thành của nó thì nó cũng sẽ là phải chăng nếu như bạn là người Trung Quốc, bạn có được cái mức lương ở bên Trung Quốc. Tuy nhiên là vì Việt Nam mình thì nhập những cái bút mà nó rơi vào tầm giá thành tầm khoảng 4 đến 500 như thế này, thì thực sự là người mua người ta sẽ phải tìm hiểu trước về những cái cây bút người ta đang mua và người bán. Thì mình thì khi mà bán mình vẫn luôn cam kết là mình sẽ bảo hành cho các bạn mua cây bút này về, các bạn viết các bạn sẽ cảm thấy rất là ưng. Nếu như trong quá trình các bạn sử dụng mà nó có bị làm sao phai màu, bạc màu, hay là bút ngoài cong thực ra nó sẽ bị tắc mực, hay là nó bị dắt mực, hay là nó viết nó bị cào cào, nó chưa có mài ở cái phần ngoài này, thì mình sẵn sàng cam kết là mình sẽ hoàn lại tiền hoặc là mình sẽ đổi cho các bạn cái hàng bút mới các bạn nhé. Thì quay trở lại với câu chuyện thì ông thầy người Trung Quốc này thì ông ấy có, tức là ông ấy cũng đam mê viết chữ thư pháp từ nhỏ, và ông ấy viết những cái bút như thế này thì là ông ấy có đặt qua một số các công ty và nhà máy, và phải thử qua rất là nhiều những cái công đoạn giai đoạn. Thực tế thì những cái sản phẩm ở bên mình ấy, bên mình Linh Táo mình gọi là tuyển chọn mà mình đang bán và phục vụ cho các bạn ấy, là mình đều mua của những nhà thư pháp ra ở bên Trung Quốc. Họ dùng cây bút gì, họ dùng mực gì, họ dùng nghiên gì, hay họ dùng về giấy gì. Đây, giấy như thế này, các bạn có thể tìm những cái loại giấy mà có thể tương đồng với lại những cái mẫu như này, nhưng các bạn tìm về cái chất giấy ấy. Cái chất giấy các bạn chắc chắn các bạn sẽ không thể tìm được, vì cái công nghệ sản xuất ở Việt Nam và công nghệ sản xuất ở bên nước ngoài nó sẽ khác nhau. Giấy này giấy rất là trơn và sử dụng viết với bút máy các bạn nhé. Thường thường mình hay sử dụng cái loại bút này để mình viết cho các bạn, để hướng dẫn về các nét này. Thì bút cái giấy này nó chỉ viết được một mặt thôi, mặt sau các bạn có thể viết thêm ví dụ tập nháp, và giấy này thì nó trơn và nó sẽ sử dụng chuyên dụng cho bút máy các bạn nhé. Cái loại giấy này là giấy theo thiết kế là hồi cung mễ này. Lát nữa mình sẽ test cho các bạn về phần video để mình viết trên cái nền giấy này các bạn nhé. Chắc chắn là giấy này thì nó sẽ không thấm mực và nó không bị nhòe mực rồi, cái này là chắc chắn rồi. Tiếp theo tặng cho các bạn một cuốn 1040 1004 chữ hành thư các bạn nhé. Đây, các nét chữ hành thư này là đều phải sử dụng bút máy mới viết được ra nét chữ này nhé. Nhiều bạn mua bút bi về viết không ra được nét như này, thắc mắc. Thực ra thì đây là sử dụng bút máy để viết mà, ngoài cong ra thanh đậm rõ như này các bạn ạ. Đấy. Thế thì ở đây chúng ta thấy là chia sẻ một chút này, bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách bơm mực nhé. Bơm mực ấy thì mình sẽ để cái tờ giấy lên. Đây, mình để tờ giấy lên như này. Chúng ta trước khi bơm chúng ta sẽ nắc nắc nhẹ nhàng một chút nha. Rồi, sau đó thì các bạn tháo ra. Đây, cái bút máy hôm nay mình sẽ bơm luôn, sau đó mình sẽ test bút cho các bạn xem này, màu vàng từ đầu đến cuối. Chúng ta sẽ xoắn như thế này lên này, xong bắt đầu các bạn cắm vào đây các bạn xoắn lên thôi. Đấy. Đấy. Sử dụng giấy giấy ăn này các bạn lau qua một chút như này là được. Những cây bút mà dòng cao cấp như thế này thì nó ít khi nó bị tắc mực lắm các bạn ạ. Các bạn mua những cây bút trôi nổi trên thị trường nó có mấy chục nghìn thì nó sẽ bị tắc mực hiện tượng. Thứ hai là mực của nó thì nó sẽ có cặn ấy, nó sẽ gây cái hiện tượng tắc mực các bạn nhé. Chúng ta đẩy bút lên nào. Đấy, nó bị trồi mực lên là các bạn nhớ chưa? Đấy, đẩy lên như này rồi một cái nhé, thì là các bạn rút xuống phía dưới một chút là các bạn biết là nó sẽ làm mực rồi. Đấy, các bạn nhớ chưa? Đây ra mực đây, nét bút của nó đây. Đấy. Tiếp theo thì các bạn thấy là khi quá trình các bạn bơm mực, các bạn bơm ít thôi, các bạn đừng bơm nhiều nhé. Vừa vừa thôi, vừa tiết kiệm được mực này và vừa giữ được cái phần mực nó ở trong cái phần ống mực ở trong phía bên trong này. Nó giữ được và nó sẽ luôn ở trạng thái là các bạn biết nó sẽ ra mực các bạn nhé. Thế thì chúng ta dùng khi nào chúng ta thấy cảm thấy tắc mực và chúng ta dùng lâu quá rồi mà cảm thấy nó có nhiều cặn ấy, thì các bạn sẽ đẩy hết mực ra và các bạn bơm 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 nước vào để các bạn vệ sinh nhé. Còn không chúng ta có thể thay thay gọi thay màu mực cũng được, các bạn cũng có thể rửa bút. Một cái bút rất là xịn sò. Tiếp theo thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái dòng bút đó là ngòi thẳng.
Thì mình có trao đổi là thế thì thầy mà viết bằng bút ngoài cong ấy thì thầy có ngoài thẳng không? Thì thầy có bảo có. Thì đây là ngoài thẳng các bạn nhé, các bạn nhìn này, cũng là cùng một màu vàng, cũng là chiếu gọi là cửu phẩm đây, chiếu phỉn đây. Đấy các bạn nhìn chưa? Nó là màu trắng các bạn ạ. Màu trắng. Ở đây thì lại cái đầu bút này nó thiết kế có được cái viên, ở đây nó là viên đá đúng không? Viên đá đấy đúng không? Chứ không nói là dám, không dám nói là ngọc, vì ngọc thì cái bút này nó tăng giá trị của nó cao lắm. Đấy các bạn nhìn chưa? Đây đều là những cái hàng thật, và khi các bạn nhận hàng ấy các bạn cũng sẽ nhận là đồ thật chứ không phải là đồ theo kiểu là quảng cáo đồ thật và mình nhận thì lại hàng không phải. Thực tế thì mình có nhập hàng của thầy về và chủ yếu là phục vụ cho các bạn học sinh học ở bên mình chú trọng chất lượng hàng đầu chứ mình không chú trọng vì gọi là bán ra ngoài để gọi là chuyên về kinh tế các bạn nhé. Tại vì mình không phải là buôn mà mình là chuyên về hướng dẫn học tập, cho nên là mình phải tuyển chọn những cái bút tốt nhất để cho các bạn ấy có thể viết được ra những cái tác phẩm đẹp chuẩn học hành thư hay là vì viết khải các bạn nhé. Thì ở đây những cái phần bút như thế này thì kính ngoài thẳng này thì hiện tại thì mình chỉ còn đúng một cây này thôi, mình có khả năng mình sẽ giữ để dùng cá nhân thôi chứ mình không có bán đi. Đấy, còn bạn nào bạn thích thì hôm nay buổi gọi là chia sẻ cái phần video này thì các bạn có thể đặt cây bút này comment phía bên dưới, mình có thể còn một cây cuối thì mình sẽ xem là còn nhân duyên của ai thì mình có thể là gửi cho các bạn. Đấy bây giờ thì chúng ta sẽ tìm tới phần clip thôi. Thì bây giờ cái cây bút này còn một cây, mình sẽ bơm thành màu đỏ hoặc là màu xanh nhá. Mình sẽ bơm thành màu đỏ hoặc màu xanh để mình viết các tác phẩm về hành thư. Chủ yếu cây bút màu ngoài cong này sẽ viết về hành thư nhiều các bạn ạ. Chúng ta kiểm tra bút này, hàng hãy còn mới mới cứng. Ở đây là cái có cái giấy lau này các bạn nhé, các bạn có thể lau qua. Đấy, lau khi mà phòng khi mà mực nó rớt ra bẩn. Thường thường mình cái gọi là cái khăn như thế này mình về mình để lau kính với lại lau màn hình máy tính nhiều hơn là mình lau bút. Lau bút mình dùng giấy nó sẽ tiện hơn các bạn nhé, những cái phần mực miếc nó thấm, còn dùng cái khăn này lau mực thì nó sẽ hơi phí. Đấy cũng thỉnh thoảng mình cũng ngồi mình chuốt bút như thế này cũng được, này cũng lau mồ hôi các bạn ạ. Một cái rẻ, một cái khăn rẻ chất lượng, hộp thì là hộp gang các bạn nhé. Hộp này nó sẽ chống gọi oxy hóa, nó sẽ không bị gọi là han gì và rất là tiện. Các bạn có thể gói vào như thế này nhẹ nhàng thôi, gói vào như thế này này, xong các bạn bỏ vào trong cái cặp sách của mình, bỏ vào nắp nó rất là chặt này. Nắp chặt phết này, này nó có cái lẫy ở đây này đấy, các bạn đóng vào cho mình xong các bạn đổ để vào trong cặp sách ấy, rất là tiện các bạn mang đi mang về. Quá trình học ấy thì các bạn mang tới lớp các bạn học xong các bạn lại cất vào đây, các bạn đút vào trong cái cặp sách của mình. Thôi bây giờ thì mình sẽ test bút các bạn nhá. Thì mình sẽ bơm cái này màu xanh, cái này màu đỏ này. Còn cái cây bút này thì thôi tạm thời thì mình cứ giữ nguyên ở đây đã. Mình chưa muốn pass lại cho ai. Mình chưa muốn bán. Đấy, mình sẽ test thử ngoài cong trước các bạn nhá. Cảm ơn các bạn đã xem phần video này.